Phần thịt lợn nhiều người vứt nhưng có thể là thần dược cho phụ nữ nếu biết chọn, ăn đúng. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác đều biết rằng thịt lợn là một trong số những loại thực phẩm quen thuộc và xuất hiện trong mâm cơm của hầu hết các gia đình, phải không nào? Hầu như phần nào của con lợn cũng có thể tận dụng để chế biến thành các món ăn ngon miệng và bổ dưỡng. Tuy nhiên, tôi để ý là có một bộ phận mà phần lớn cô bác đều bỏ đi, hoặc nếu có thì cũng chỉ dùng một lượng rất ít. Cô bác cho rằng phần này có chứa nhiều chất bẩn, ăn vào chẳng bổ béo gì mà còn làm hại cho cơ thể của chúng ta. Cô bác có đoán được đó là bộ phận nào của lợn hay không? Và liệu nó có bẩn và độc hại như những gì cô bác vẫn truyền tai nhau hay không? Cô bác hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Mỗi khi đi chợ thì cô bác thường sẽ ưu tiên chọn những phần ngon nhất của con lợn như là thịt ba chỉ này, thịt thăn hay là sườn non, có đúng không nào? Còn đối với phần da hay chúng ta thường gọi là bì lợn thì chắc chắn phần lớn của bác sẽ lọc bỏ đi vì nghĩ rằng đây là nguyên liệu phế phẩm, không có chất dinh dưỡng, lại còn thường có lẫn cả lông, khó mà làm sạch. Có chăng thì cũng chỉ có một số ít của bác dùng bì lợn để làm món ăn vặt, nhưng mà chỉ dùng với số lượng rất ít và cũng không ăn thường xuyên. Tuy nhiên, mọi người không hề biết rằng mình đã vô tình bỏ qua một nguyên liệu nấu ăn có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng vô cùng cao rồi đấy ạ. Điều này có thể khiến cho cô bác bất ngờ. Thế nhưng, đó lại là một sự thật và được chính các chuyên gia về dinh dưỡng nghiên cứu. Thế nên cô bác có thể hoàn toàn yên tâm, miễn sao mình ăn đúng cách và ăn với một lượng vừa đủ là được, cô bác nhé. Công dụng đầu tiên của bì lợn đó chính là cải thiện khả năng miễn dịch. Nhiều cô bác hẳn sẽ nghĩ là muốn tăng cường hệ miễn dịch thì phải bồi bổ bằng những loại thực phẩm chất lượng hay các loại rau củ quả, trái cây, giàu vitamin, có đúng không nào? Chứ còn dùng bì lợn thì có bổ béo gì mà có khi còn độc hại thêm nữa. Thế nhưng đây là một quan niệm có đôi chút sai lầm đấy cô bác ạ. Bởi vì thực tế, nếu cô bác so sánh giữa phần bì lợn và thịt lợn thì sẽ thấy rằng phần bì lợn có chứa hàm lượng protein cao gấp 2,5 lần, hàm lượng carbon hydrate cao gấp 4 lần. Mà đây chính là hai thành phần mà cơ thể chúng ta rất cần để bổ sung năng lượng, chất dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời giúp hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch vô cùng hiệu quả nữa. Bên cạnh đó thì hàm lượng chất béo trong bì lợn chỉ bằng một nửa so với thịt lợn và chừng 1/3 so với mỡ lợn mà thôi. Thế nên cô bác nào mà bảo rằng ăn nhiều bì lợn sẽ tăng cân là sai rồi đấy cô bác. Vào những ngày mùa đông, thời tiết thay đổi liên tục, lúc ấm lúc lạnh như thế này, thường thì mình sẽ rất dễ bị cảm. Thế nên cô bác có thể bổ sung khoảng một bữa bì lợn mỗi tuần để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của mình cũng rất tốt đấy cô bác nhé. Công dụng thứ hai của bì lợn đó chính là bảo vệ xương khớp được chắc khỏe. Người Việt mình vẫn luôn có một suy nghĩ đó là muốn bổ cái gì thì cứ ăn cái nấy. Thế nên bị đau đầu hay quên thì nghĩ ngay đến món óc lợn. Muốn bổ máu thì ăn gan hay là ăn các loại thực phẩm có màu đỏ. Còn muốn chắc xương thì tìm đến ngay các loại sườn và sụn. Thế nhưng quan điểm đó không phải lúc nào cũng chính xác đâu cô bác. Ngay cả những loại thực phẩm chẳng có liên quan gì cũng có thể chứa những công dụng bất ngờ đấy cô bác nhé. Nhà cô bác nào mà có người già hay chính bản thân của bác mà muốn tăng cường sự chắc khỏe cho xương khớp, hạn chế những cơn đau nhức xương khớp khi thay đổi thời tiết thì có thể bổ sung bì lợn vào chế độ ăn uống của mình hàng ngày. Bì lợn rất giàu collagen, đây là chất không thể thiếu cho sức khỏe của xương, thúc đẩy việc mọc tóc và móng. Nếu như cô bác muốn có được một sức khỏe tốt và vẻ bề ngoài xinh đẹp, thì trong thực phẩm hàng tuần của nhà mình nhất định không thể thiếu món bì lợn rẻ tiền này đâu cô bác nhé. Công dụng thứ ba đó là bổ sung vitamin thiết yếu cho cơ thể. Không phải chỉ có mỗi các loại thuốc bổ hay là thực phẩm chức năng mới có thể cung cấp lượng vitamin mà cơ thể cần đâu cô bác. Ngay cả bì lợn cũng có thể làm tốt vai trò này mà có rất nhiều cô bác lại bỏ qua. Với suy nghĩ rằng bì lợn chẳng có chút dinh dưỡng nào, bỏ đi cũng chẳng tiếc. Thế nên có bao nhiêu chất dinh dưỡng quý, đặc biệt là vitamin B12 đã bị cô bác bỏ phí đi mất. Những người bị thiếu hụt vitamin B12 thì cơ thể sẽ có vấn đề, ảnh hưởng đến các khuyết tật về tinh thần và tâm lý. Chẳng hạn như phản ứng chậm này, biểu hiện với vẻ ngoài ngây ngô, đần độn, suy giảm trí nhớ và các triệu chứng khác. Thế nên cô bác có thể bổ sung loại vitamin này bằng cách ăn món bì lợn của bác nhé. Công dụng thứ tư đó là bổ máu. Thường thì cô bác sẽ nghe nhiều đến những tác hại hay là bì lợn chẳng có chất dinh dưỡng gì.
Thế nên rất ít cô bác biết rằng bì lợn còn có những công dụng tuyệt vời, và đặc biệt phải kể đến đó là công dụng bổ máu. Theo đông y, da heo có tính mát, có vị ngọt dễ ăn, có lợi ích giúp hoạt huyết, bổ máu và cầm máu. Vì vậy, đây chính là một thực phẩm vô cùng phù hợp với những cô bác nào thường xuyên gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt. Hơn nữa, nếu cô bác sử dụng da heo đúng liều lượng trong các bữa ăn hàng ngày thì sẽ giúp tăng cường quá trình tuần hoàn máu vô cùng hiệu quả của bác nhé. Công dụng thứ 5 đó là làm đẹp da. Từ xa xưa, ông bà ta đã có câu nhất dáng nhì da, ý muốn nói về hai thứ quan trọng nhất mà chị em phụ nữ chúng mình cần phải quan tâm. Có một thân hình gọn gàng cân đối đã là rất tốt rồi, nếu như có thêm một làn da căng bóng mịn màng nữa thì đúng là không còn gì bằng nữa, đúng không cô bác? Nhiều cô bác thường tìm đến những sản phẩm dưỡng da đắt tiền, may mắn thì có thể tìm được loại phù hợp với mình, còn xui xẻo thì có khi lại bị kích ứng, nổi mẩn. Trong khi đó, các chuyên gia khuyên là cô bác hoàn toàn có thể chăm sóc da bằng việc ăn uống đủ chất, ăn các loại thực phẩm tốt cho làn da của mình. Và bì lợn là một loại thực phẩm làm đẹp da mà cô bác có thể tham khảo và bổ sung đấy cô bác. Trong thực phẩm này có chứa hàm lượng lớn collagen giúp thúc đẩy các tế bào trên da tăng cường hấp thụ và lưu giữ nước, nhờ đó mà làn da của chúng ta luôn có đủ độ ẩm. Nếu cô bác muốn khắc phục các vấn đề về da như là khô da, nếp nhăn thì mình nên ăn da heo để ngăn ngừa lão hóa và giúp cho làn da luôn căng bóng, mịn màng bất chấp tuổi tác của bác nhé. Trên đây là những công dụng của bì lợn đối với sức khỏe của con người mà tôi tin rằng đây có thể là lần đầu tiên của bác nghe đến, có đúng không nào? Do vậy, sau khi xem xong video ngày hôm nay thì cô bác hãy bổ sung ngay da lợn vào thực đơn của gia đình nhà mình, chứ đừng vứt đi sẽ rất lãng phí đấy cô bác. Tuy nhiên, như tôi đã nói ngay từ lúc đầu, mặc dù bì lợn rất tốt, thế nhưng mình cũng cần ăn với một lượng vừa phải và ăn đúng cách thì nó mới có thể phát huy được tác dụng. Vậy thì làm sao để biết rằng mình đang ăn bì lợn đúng và đủ đây? Xin mời cô bác cùng theo dõi trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay nhé! Để sử dụng bì lợn một cách tốt nhất, cô bác có thể áp dụng cẩn thận những cách sau đây để không gây hại cho sức khỏe. Sau khi mua bì lợn về, cô bác vẫn nên cạo lại một lần nữa dưới nước nóng. Cô bác dội trực tiếp nước nóng vào miếng bì lợn rồi lấy dao cạo, cạo sạch đến tận chân lông để không gây tổn thương đến dạ dày của chúng ta khi ăn phải. Sau khi đã cạo sạch lông thì cô bác tiến hành làm sạch bằng cách đó là sát muối rồi luộc sơ qua. Cô bác chú ý là phải lọc bỏ lớp mỡ dưới da, chỉ nên ăn phần da mà thôi. Về lượng ăn thì khoảng 1 đến 2 tuần cô bác mới nên ăn một lần. Cô bác có thể bổ sung dưỡng chất tương tự từ bì lợn bằng nhiều loại thực phẩm khác. Và đặc biệt là cô bác không nên mua bì lợn ở những địa chỉ không rõ nguồn gốc, không có uy tín, vì có thể những con lợn đó được nuôi bằng thuốc tăng trọng hay là người ta dùng thuốc hóa học để làm trắng, làm sạch phần bì lợn, dễ bắt mắt và đánh lừa được thị giác của cô bác. Và khi cô bác ăn bì lợn sai cách hoặc ăn quá nhiều thì có thể dẫn đến những tác hại nguy hiểm sau đây. Tác hại đầu tiên đó là làm tăng nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Mặc dù bì lợn được đánh giá cao về hàm lượng protein, thế nhưng theo các chuyên gia, chất protein có trong da động vật rất khó tiêu, mặc dù chúng không gây độc hại, thế nhưng nếu ăn, cơ thể của chúng ta có thể mắc bệnh. Bên cạnh đó, lớp mỡ gần da động vật có chứa rất nhiều cholesterol, đây chính là thủ phạm gây nên bệnh tim mạch, béo phì nếu tiêu thụ chúng quá nhiều. Vì vậy mà những bệnh nhân, trẻ em và phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều bộ phận này của bác nhé. Tác hại thứ hai đó chính là gây viêm da. Dạo gần đây, nhiều chị em đang chuyển tay nhau săn lùng bì lợn sạch bởi vì cho rằng nó có tác dụng làm đẹp da rất tốt. Chị Dung ở Cổ Nhuế, thành phố Hà Nội tâm sự rằng chị săn lùng để mua bì lợn sạch để làm đẹp vì được các chị em trên mạng xã hội dì tai nhau rằng đây là một nguồn rất giàu collagen, rất tốt cho làn da đang ở độ tuổi 37 của chị. Mình thấy nhiều chị em nói là cứ sử dụng bì lợn sạch là an toàn cho sức khỏe, lại có công dụng làm đẹp rất tốt, nhất là làn da của mình hiện nay đang có nhiều nếp nhăn. Ăn bì lợn có nhiều collagen sẽ giúp giảm đi trông thấy, chị Dung tâm sự. Chính vì vậy, mỗi bữa ăn của chị gần đây đều không thể thiếu món bì lợn luộc hầm với rau củ quả. Bên cạnh đó, chị cũng tăng cường ăn chân giò ninh để tăng cường collagen và cứu vớt tuổi thanh xuân. Sau 2 tuần áp dụng, da đẹp đâu thì chưa thấy, chỉ biết rằng nhảy lên cân, chị đã tăng thêm 1,5 kg.
đối với một người đã bước sang tuổi trung niên thì việc không được để tăng cân luôn được liệt kê trong danh sách. Vậy mà không thay đổi thói quen ăn uống gì, chỉ lại tăng cân thì đương nhiên là chuyện khó có thể chấp nhận được. Chị Dung nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu nguyên nhân vì sao. Chế độ ăn của chị chỉ khác chút là cho thêm bì lợn, bổ sung vào các bữa ăn mà thôi. Đúng là bì lợn có khả năng làm đẹp da, nhưng nếu chúng ta sử dụng quá nhiều thì da chẳng những không thể đẹp lên mà còn khiến cho cô bác tăng cân nhanh chóng nữa. Thêm nữa là có một số vi khuẩn trong thịt lợn bệnh, dù được nấu chín thì cũng có khả năng xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt, da mặt có mụn hay vết thương hở chính là cơ hội để các vi khuẩn này xâm nhập và gây hại cho cơ thể của chúng ta. Khi chế biến da lợn để dưỡng da, không đảm bảo vệ sinh từ nguyên liệu, dễ gây nhiễm trùng da do nhiễm khuẩn. Theo các chuyên gia da liễu, đối với loại sản phẩm dạng kem dưỡng da được giới thiệu sản xuất từ bì lợn nhưng nguồn hàng không đáng tin cậy thì mình cũng không nên sử dụng, bởi vì da mặt vốn rất mỏng và nhạy cảm. Với các loại kem thì khi sản xuất, để đảm bảo thời gian lưu hành trên thị trường, thường phải chế thêm các loại hóa chất bảo quản và khi dùng sẽ gây kích ứng và tổn thương đến làn da. Tốt hơn hết, để giữ cho da được khỏe mạnh thì chị em nên rửa mặt hàng ngày bằng sữa rửa mặt, massage nhẹ nhàng bằng nước sạch, tinh dầu thiên nhiên như là chanh, mật ong hay dưa chuột. Không nên tự ý chế biến bì lợn để làm mặt nạ nếu không muốn rước thêm bệnh cho mình, cô bác nhé. Và một tác hại khác của bì lợn đó là gây tổn thương đến dạ dày. Bởi vì các lò giết mổ thường dùng dao cạo sống thay vì phải dùng nước nóng để cạo lông động vật, khiến cho chân lông vẫn còn ở lại trên da. Mặc dù các sợi lông này chỉ dài có khoảng 2mm mà thôi, thế nhưng chúng rất cứng. Khi mà ăn vào ruột thì chúng có thể cắm vào màng nhầy ở ruột non và dạ dày, gây ra nguy cơ tổn hại dạ dày hoặc là ruột. Ngoài ra, nhiều bác nam thường ăn da lợn dưới dạng tái, nộm, dễ dẫn đến nguy cơ nhiễm ký sinh trùng do ở da lợn có thể còn chứa mồ hôi, nước tiểu và bị giết mổ trước khi các chất thải này kịp thoát ra ngoài, khiến cho da có thể có chứa độc tố và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Như vậy là trong video ngày hôm nay, cô bác đã cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm hiểu về 5 công dụng tuyệt vời của bì lợn mà nhiều người đang bỏ qua. Công dụng đầu tiên của bì lợn đó chính là cải thiện khả năng miễn dịch. Công dụng thứ hai của bì lợn đó chính là bảo vệ xương khớp được chắc khỏe. Công dụng thứ ba đó là bổ sung vitamin thiết yếu cho cơ thể. Công dụng thứ tư đó là bổ máu. Và công dụng thứ năm đó là làm đẹp da. Mặc dù bì lợn có những công dụng tốt cho sức khỏe, song cô bác cũng cần chú ý tìm mua bì lợn ở những cơ sở uy tín, an toàn và sạch sẽ. Cô bác chỉ nên ăn bì lợn khoảng 1 đến 2 bữa trong tháng mà thôi. Tránh ăn quá nhiều sẽ làm tổn thương đến nội tạng và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như dễ sinh thêm những bệnh tật. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ, tránh những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống hợp lý, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.